Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Chị Hiền số 2 ngày 8 tháng 10 năm 2023. Lê Xuân Mạnh dành vòng Nguyệt Quế đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Ngày khuyến học Việt Nam lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Trần Dung nhà giáo hơn 10 năm dạy trẻ khó khăn ở lớp học tình thương. Lê Xuân Mạnh dành vòng Nguyệt Quế đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Sáng ngày 8 tháng 10, bốn nhà leo núi Nguyễn Trọng Thành đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, Nguyễn Minh Chiết đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế, Nguyễn Việt Thành trường Trung học phổ thông Sóc Sơn Hà Nội và Lê Xuân Mạnh trường Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa bước vào cuộc tranh tài gay cấn tại vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Trải qua bốn vòng thi gay cấn với bản lĩnh, trí tuệ và sự thông minh, Lê Xuân Mạnh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân với điểm số 220. Là học sinh thanh hóa đầu tiên vô địch Olympia, mạnh mong hành trình của bản thân sẽ tiếp lửa và truyền động lực cho các thế hệ đàn em trên hành trình chinh phục tri thức. Ngày khuyến học Việt Nam lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Ngày 2 tháng 10 vừa qua là ngày khuyến học Việt Nam, hiếu học là truyền thống lâu đời của người Việt, cùng với sự phát triển của đất nước, truyền thống hiếu học tiếp tục được phát huy với sự chung tay của cộng đồng, quan tâm chăm lo của địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kỷ niệm 15 năm Ngày khuyến học Việt Nam, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã phát động thi đua hưởng ứng phong trào mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số. Hoạt động khuyến học phát triển đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về xã hội hóa giáo dục, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, tạo điều kiện thúc đẩy người lớn tham gia học tập và học tập suốt đời, làm nền tảng cho xã hội học tập. Chân dung nhà giáo hơn 10 năm dạy trẻ khó khăn ở lớp học tình thương hơn 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành, hay còn gọi là Ba Thành, miệt mài dạy học miễn phí ở lớp học tình thương cho cả trăm trẻ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi xong việc ở cơ quan, đúng 16 giờ 30 hàng ngày, anh Thành lại di chuyển đến miếu bà ấp thượng trên đường Bình Thung 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An để dạy học. Đa số các em ở lớp học này đều rời quê hương theo cha mẹ mưu sinh từng ngày, có em thì khuyết tật, có em không cha hoặc mất mẹ. Theo chị Bùi Lê Đông Trúc, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Dĩ An, những việc làm của anh trong thời gian qua đã và đang góp phần rất lớn và hành trang cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm tự tin trên con đường đến với con chữ và vững tin hơn cho cuộc sống sau này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin VTV Trị Hiên số 2 ngày 8 tháng 10 năm 2023 chúc quý vị và các bạn có một buổi tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên youtube học văn chị hiên còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo